Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay đó là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ Bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi tối giờ Cali Thì ở Việt Nam nó đã bước qua là ngày thứ sáu rồi chúng ta lại bước vào cuối tuần Cuối tuần này thì Thuận sẽ vắng mặt 2 ngày ngày mai và ngày mốt Rồi sẽ trở lại để mà tiếp tục chia sẻ những thông tin với các bạn Thì hy vọng là các bạn sẽ có một cuối tuần vui vẻ Nhưng mà trước khi bước vào cuối tuần đó, chúng ta cũng có rất nhiều những thông tin nổi bật các bạn Chúng ta sẽ nói đến cái thông tin liên quan đến ngân hàng trung ương của châu âu các bạn họ lại tăng thêm lãi suất và tuần sau đó là một tuần mà cực kỳ sôi động tại vì chúng ta sẽ có thông tin liên quan tới fed họ sẽ có quyết định gì liên quan tới lãi suất về thùng chia sẽ thêm một chút xíu những thông tin về các bạn trong video này và chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tới ngân hàng trung ương của nước Anh sẽ có quyết định gì liên quan tới lãi suất tuần sau đó sẽ là một tuần mà chúng ta sẽ nghe nói rất nhiều về lãi suất nhưng mà ngày hôm nay đó thì ngân hàng trung ương của châu Âu đã tăng lãi suất rồi các bạn nhưng mà chúng ta có thật sự cần tiếp tục quan tâm đến lãi suất hay là không khi mà chúng ta thấy được là cho tới bây giờ đó thì Bitcoin vẫn đi theo chu kỳ mỗi 4 năm và hôm nay tôi cũng sẽ dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn ra những cái ước tính giá cho cuối năm sau đến từ những người nổi tiếng trong thị trường này. Chúng ta cũng có những cái thông tin liên quan tới sự liên quan tới Binance và những thông tin nổi bật khác tôi muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà đầu tiên hết thì chúng ta đã trải qua hơn một ngày sau khi và có thông tin liên quan đến chỉ số phần trăm lạm phát CPI rồi và chúng ta đã thấy là tới cuối cùng đó thì thị trường đã quyết định là sẽ tăng các bạn chúng ta nhìn thấy là cả ba chỉ số chứng khoán ngày hôm nay đó thì đã tăng chúng ta có Dow Jones tăng 0.96% chúng ta có S&P 500 tăng 0.8 và Nasdaq cũng tăng phần trăm tương tự hôm qua đó các bạn thấy được nó đang có một cái sự không đồng bộ tại vì chúng ta có chỉ số cpi đó mọi người vẫn đang suy nghĩ lúc đó là cái này thật sự là tốt hay là xấu các bạn nhưng mà sau một ngày đó thì mọi người nghĩ đó là chỉ số cpi ngày hôm qua không có xấu như là mới đầu mà nhiều người nghĩ cho nên các bạn thấy hôm nay đó chứng khoán đã có một cái sự hồi phục trở lại và hiện bây giờ đó hợp đồng tương lai các bạn thấy là cả ba đều đang xanh nhẹ một chút mặc dù hôm nay chúng ta lại có một thông tin nó cũng đáng lo ngại đừng chia sẻ với các bạn một lát nữa chúng ta nhìn vào dầu đó thì dầu lại tiếp tục tăng các bạn ở mức là hơn 90 đô cho một thùng dầu bây giờ là 90 đô 78 cent và các bạn cũng đã biết là dầu tiếp tục tăng thì lạm phát sẽ tiếp tục tăng mặc dù như vậy chúng ta vẫn thấy được là chứng khoán hôm nay đã vẫn tăng và vàng đó thì không có thể đổi nhiều các bạn hợp đồng vàng ngày hôm nay thì cũng cỡ đó 1936 đô cho một ounce vàng crypto chúng ta sẽ nói tới một lát nữa nhưng mà bitcoin hôm nay đó lại tăng thêm một 69% các bạn bây giờ đó đã là 26.600 đô rồi và Ether lại tiếp tục hơn 1.600 đô chúng ta cũng đương nhiên sẽ chia sẻ thêm rất nhiều thông tin và phân tích liên quan tới Bitcoin một lát nữa nhưng mà hôm nay đó ngoài trừ việc là chúng ta tiếp tục thấy là dầu tăng trưởng chúng ta cũng có một chỉ số đó chính là chỉ số PPI. Cái này nó khác với là CPI các bạn. PPI đó là phần trăm lạm phát cũng tương tự như là CPI nhưng mà PPI đó là đo lường phần trăm lạm phát cho những nơi sản xuất các bạn, những nơi mà bán sỉ thì thường nếu như mà PPI tăng có nghĩa là chúng ta thấy là những nơi mà họ thu mua hàng hóa để mà sản xuất cái này bán sĩ đó cũng tăng lên nghĩa là khi mà họ bán ra cũng sẽ tăng giá cho nên đây là một dấu hiệu cho thấy là trong tương lai đó lạm phát sẽ ra sao và như là các bạn đang thấy trên màn hình đó, thì chỉ số này đã tăng 0,7% cao hơn dự kiến là 0.4%. Đó là điều các bạn cần phải nắm bắt ở đây. Tuy nhiên đó, core PPI thì tăng là 0,2% đúng như dự kiến nghĩa là tình hình này nó khá giống giống như chỉ số CPI các bạn một mặt đó chỉ số PPI tăng nhưng mà core PPI không tính lương thực mà năng lượng thì tăng như là ước tính và kế tiếp chúng ta thấy là doanh số retail sales nghĩa là doanh số bán hàng từ những thương hiệp bán lẻ các bạn giống như các bạn đi mall hay là các bạn đến những cửa hàng mua sắm thì cái doanh số này đó đã tăng 0,6% vào tháng vừa rồi và cái phần trăm tăng này đã, đã cao hơn nhiều so với dự kiến là 0,1%, có nghĩa là người dân đã vẫn tiếp tục mua sắm hiện tại và cái số yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên nghĩa là những người mà mới thất nghiệp tuần vừa rồi đó thì các bạn thấy được là kết thúc vào ngày 9 tháng 9 đạt là 220.000 người đã xin trợ cấp thất nghiệp và cái con số này là thấp hơn dự kiến một chút ở mức là 225 ngàn tổng quan đó thì cho tới bây giờ nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn đang ổn định các bạn mặc dù chúng ta đã thấy là chỉ số phần trăm lạm phát CPI và PPI đó đều đã tăng nhưng mà core đó thì các bạn thấy được là tăng như dự kiến hay là thậm chí core CPI đã có xu hướng giảm nhưng mà tới bây giờ đó thì các bạn thấy được là ít ra chứng khoán vẫn chưa có cho thấy dấu hiệu là cực kỳ lo lắng về việc là Fed sẽ tăng lãi suất các bạn nhưng mà chúng ta thấy được ngày hôm nay đó cái thông tin đến từ ECB ECB là ngân hàng trung ương của châu Âu các bạn và họ đã có quyết định hôm nay là tăng lãi suất và họ đã có quyết định là tăng thêm 0.25% các bạn có nghĩa là họ đã đưa cái mức lãi suất của họ lên tới 4% điều các bạn cần hiểu đó 4% thì đương nhiên vẫn thấp hơn là phần trăm ở Hoa Kỳ hiện tại là 5.25 nhưng mà các bạn có biết là 4% là cái mức cao nhất kỷ lục các bạn mà chúng ta đã thấy trên biểu đồ này có nghĩa là từ khi mà bắt đầu đó chúng ta nhìn thấy được là từ năm 1999 thì chưa bao giờ phần trăm lãi suất của ngân hàng trung ương châu Âu lại cao tới như vậy. Các bạn thấy được là trong vòng khoảng chừng là 23 năm qua đó chưa bao giờ chúng ta nhìn thấy cái độ tăng trưởng nhanh và nó tăng cao đến như vậy. Và ngân hàng trung ương châu Âu có tiếp tục tăng nữa hay là không đó thì hiện bây giờ họ đã ra dấu hiệu là đây có khả năng là lần tăng lãi suất cuối cùng. Đương nhiên các bạn thấy là Christine Lagarde có nghĩa là người mà đứng đầu của ngân hàng trung mương châu Âu đó thì sẽ không bao giờ nói chắc chắn đâu. Đương nhiên các bạn không cho biết được là tương lai sẽ ra sao các bạn. Thì bà ta sẽ không bao giờ nói là chắc chắn đây là lần tăng cuối cùng. À, bà ta sẽ nói là có thể thôi chứ còn sau này thì sau này tính tiếp. Nhưng mà họ đã bắt đầu ra dấu hiệu là tăng nữa đó thì cũng khá là căng đối với châu Âu đó các bạn. Và họ đã nói là lãi suất đó để đạt cái mức mà nếu như mà duy trì trong một khoảng thời gian đủ dài sẽ giúp lạm phát trở lại mức tiêu chí là 2% một cách kịp thời. Đó chính là cái dấu hiệu mà họ đã ra ngày hôm nay và đương nhiên tuần sau chúng ta sẽ biết là Fed và Vương quốc Anh họ sẽ có quyết định gì liên quan tới lãi suất vào cái tuần tới này các bạn nói chung đó, thì khắp nơi bây giờ đó lãi suất đã tăng liên tục hơn một năm qua rồi và các bạn thấy những ngân hàng trung ương đó hầu như họ cũng đã bắt đầu đưa ra dấu hiệu là có khả năng là một đã tăng gần đến đỉnh rồi hay là có khả năng đây đã là đỉnh và sẽ giữ lãi suất một thời gian để xem coi lạm phát có bị đẩy lùi hay là không nhưng mà nói tới Fed đó, thì sau khi mà có chỉ số CPI ngày hôm qua các bạn thấy được là bây giờ đó cái phần trăm của CME vẫn nghiêng về là 97% các bạn là sẽ không tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 20 tháng 9 có nghĩa là còn 6 ngày nữa thì thị trường bây giờ nghĩ là Fed sẽ không tăng lãi suất đâu tại vì tuy là CPI tăng nhưng mà core CPI đã giảm xuống như thường chia sẻ ngày hôm qua và khi mà các bạn xem những cái chi tiết như mặt hàng đó thì trên căn bản lý do tại sao mà CPI tăng là tại vì năng lượng tăng các bạn giá xăng dầu giá gas tăng lên nhưng mà có một điều ngoại trừ lạm phát ra đó các bạn nên hiểu là mỗi lần mà Fed tăng lãi suất thì Hoa Kỳ lại phải trả thêm lãi suất cái mức cao hơn các bạn có nghĩa là cái lãi suất của họ đó khi mà vay mượn phải vay mượn cái mức cao hơn à, và đương nhiên những cái nợ trước đây đó những công trái phiếu trước đây thì tiếp tục trả ở mức lãi suất đó nhưng mà khi mà những công trái phiếu đó mà đến hạn rồi đó Còn họ vay mượn lại bằng cách là bán công trái phiếu mới giống như là hàng tuần bộ tài chính vẫn bán đó các bạn thì họ sẽ phải bán những cái công trái phiếu mới đó với cái mức lãi suất cao hơn và các bạn có biết đã ước tính bây giờ đó, từ đầu năm tới hiện tại thôi Bây giờ là chỉ giữa tháng 9 các bạn Chúng ta còn hơn 3 tháng nữa mới kết thúc năm nay Các bạn có biết là ước tính bây giờ đó, Bộ tài chính sẽ phải trả tiền lãi thôi Là lên tới 807 tỷ đô la các bạn 807 tỷ đô la tiền lãi Trong khi mà các bạn có biết Là ước tính á, chi tiêu cho quân đội Hoa Kỳ Năm ngoái đó là 877 tỷ Chúng ta có thấy được là cái tiền lãi Chả dạ, vì vay mượn đó, bây giờ gần muốn ngang hàng với lại cái số tiền chi cho quân đội rồi cho nên các bạn có thể nghĩ là chủ tịch john Powell lúc nào cũng sẽ trấn an mọi người nói là sẽ quyết tâm đẩy lùi lạm phát và ông ta phải nói như vậy tại vì nếu như mà ông ta không nói như vậy đó thì người dân sẽ nghĩ là lạm phát sẽ ở cái mức cao một thời gian cho nên họ sẽ tiếp tục chi tiêu cho nên rất quan trọng là người dân phải nghĩ là fed sẽ quyết tâm đẩy lùi lạm phát và sẽ hy sinh bằng cách là có phần trăm thất nghiệp cao hơn hay là chúng ta thấy nền kinh tế chậm lại thì người dân mới bắt đầu là bớt chi tiêu thì lạm phát mới bắt đầu là có dấu hiệu suy giảm tâm lý của người tiêu dùng rất là quan trọng nếu như người tiêu dùng nghĩ là mà hàng đó sẽ tăng giá thì họ sẽ mua bây giờ thay vì là chờ đợi nếu như mà họ nghĩ mặt hàng đó sẽ không tăng giá nữa thì họ sẽ chờ đợi và chỉ khi đó chúng ta mới thấy là nguồn cầu giảm xuống nguồn cung cũng như vậy thì chúng ta mới thấy là lạm phát bị đẩy lùi và đương nhiên fed phải luôn nói như vậy để mà chứng ngang người dân nhưng mà sự thật đó nếu như mà nói là fed sẽ tiếp tục tăng nữa thì không biết tăng được bao nhiêu lần nữa các bạn và thị trường nghĩ là cho dù fed quyết tâm tăng thêm một lần nữa đi thì đó thì đó cũng là lần cuối cùng hoặc là cái lần mà tăng uh, cách khoảng chừng là hai đợt đó, thì đó là đợt cuối cùng rồi các bạn và Fed nó sẽ đưa suất cao một thời gian dài điều đó cũng chưa chắc đâu tại vì chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái áp lực chính trị uh, không chỉ riêng đến từ bộ tài chính các bạn mà năm sau chúng ta cũng đã biết đó chính là một năm mà có bầu cử tổng thống nếu như mà thật sự có suy thoái tài chính thì tôi nghĩ là những ai mà ra ứng cử tổng thống mà đang đương nhiệm mà có suy thoái tài chính thì khả năng được tái đắc cử không có cao đâu các bạn, cho nên không ai muốn mình đứng ra để mà tái ứng cử mà chúng ta đã thấy là suy thoái tài chính hay là làm phát quá cao hay là lãi suất quá cao, mọi thứ nó phải có một mức độ nào đó chấp nhận được các bạn cho nên ai cũng nghĩ là năm sau Fed sẽ phải giảm lãi suất mà thôi Và chúng ta thấy được là có một nhận định đến từ BitMEX co-founder là Arthur Hayes thì Arthur Hayes đưa ra một cái nhận định nói là chúng ta có chắc chắn là Bitcoin chỉ tăng khi mà tiền bắt đầu thực sự là được thả lỏng và bắt đầu bơm vào trong thị trường hay không thì thường đã từng chia sẻ với các bạn. Chúng ta nhìn vào những năm như là năm 2017 hay là những cái đợt tăng trưởng của giá Bitcoin trước đó các bạn. Những lúc đó đó thì đâu có dịch bệnh hay là đâu có ai bơm tiền vào trong thị trường đâu. Chúng ta vẫn thấy được là Bitcoin vẫn theo chu kỳ mỗi 4 năm. Chúng ta vẫn có uh, cái sự tăng trưởng của giá cả. Cho nên nếu nói là chúng ta cần phải có phép giảm lãi suất, cần phải có phép bơm tiền vào trong thị trường thì chưa chắc đâu các bạn và otto hayes đưa ra một cái giả thuyết như thế này chúng ta hay nghĩ nếu như mà fed cứ tiếp tục tăng lãi suất có nghĩa là bộ tài chính muốn tiếp tục vay mượn tiền bán không trái phiếu đó thì phải bán với cái mức cao hơn có nghĩa là lãi suất cao hơn các bạn và khi mà lãi suất cao hơn thì có nghĩa là phải trả tiền lãi hàng tháng cao hơn và khi mà trả tiền lãi hàng tháng cao hơn đó, thì lại phải vay mượn nhiều hơn nó giống như là một cái vòng tròn các bạn vay mượn nhiều lãi suất cao trả lãi suất cao vay mượn tiếp tục nó cứ đi vòng vòng một cái vòng tròn như vậy và ngay cả khi mà chúng ta thấy là lãi suất tăng cao đó sẽ làm ảnh hưởng đến những cái mảng đầu tư như là chứng khoán hay là thậm chí là bất động sản hay là chúng ta nói tới crypto đi thì tất cả những cái đó đều có thể quy ra thuế được các bạn khi mà người ta trade có lời người ta bán có lời á thì chúng ta mới thấy đóng thuế chứ nếu như mà lỗ hay là không bán thì đâu có ai đóng thuế đâu các bạn cho nên lãi suất nó ảnh hưởng đến bộ tài chính hai mặt thứ nhất là chúng ta thấy là thu vào nó sẽ không có nhiều tại vì mất đi một phần đó chính là cái phần capital gain nghĩa là cái phần thuế phải trả khi mà có lời thứ nhì nữa là phải trả lãi suất cao hơn khi mà đi vay mượn cho nên lãi suất cao đó ảnh hưởng rất là nặng nề đối với lại cái tiền vào và tiền ra của chính phủ Hoa Kỳ. Và nếu như cứ tiếp tục như vậy đó thì càng ngày vay mượn càng lớn hơn sẽ dẫn đến là những người mà họ thích đầu tư vào công trái phiếu đó càng ngày họ sẽ càng thấy là công trái phiếu của Hoa Kỳ càng ngày càng không ổn định thì họ sẽ chuyển qua để mà đầu tư vào những mảng đầu tư khác và có thể họ chuyển qua đầu tư vào những mảng đầu tư có cái rủi ro cao hơn đối với họ như là Bitcoin. Tại vì bây giờ đó công trái phiếu rủi ro đã tăng lên thì họ sẽ suy nghĩ đến là bây giờ rủi ro đã tăng lên thì nếu như mà chấp nhận thêm một phần rủi ro nữa thì có thể có được lợi nhuận cao hơn lúc nào người đầu tư họ cũng sẽ cân bằng hai cái gọi là rủi ro và lợi nhuận hết các bạn cho nên Arthur Hayes nói là chưa chắc đâu và đây cũng là một trong những cái dẫn chứng cho thấy được là khả năng Fed giữ lãi suất cao một thời gian dài đó khả năng đó cũng không có cao đối với thuận đâu các bạn đương nhiên đầu năm thì thuận vẫn có kỳ vọng là trong năm nay chúng ta có khả năng là thấy Fed giảm lãi suất tới bây giờ đó thì kỳ vọng đó của thượng đúng đã tăng thành mấy khối rồi các bạn tại vì chúng ta chỉ còn có ba cuộc họp nữa mà thôi và cho đến bây giờ đó fed chỉ mới đến cái lúc là khả năng sẽ ngưng tăng lãi suất thì ngưng tăng rồi thường nghĩ là ít ra họ cũng phải giữ đó khoảng chừng là vài cuộc họp rồi mới bắt đầu giảm thì ít nhất đó cũng phải chuyển qua cho đến đầu năm sau nếu như mà Fed có một cái đợt giảm lãi suất gấp rút cho năm nay nghĩa là sẽ có chuyện xảy ra đó các bạn nhưng mà thật ra đó nhận định của auto Hay cũng không phải là vô căn cứ đâu Otto chúng ta từng nói là chúng ta đã thấy là biết bao nhiêu người ước tính là khi mà có dịch bệnh xảy ra thì sẽ ra sao khi mà khủng hoảng xảy ra thì nguồn tiền sẽ ra sao nhưng mà những cái chẩn đoán đó nó thực sự có chính xác hay là không thì cũng chưa chắc đâu và thuận cũng đã nhiều lần chia sẻ với các bạn đó tất cả chỉ là một cuộc thử nghiệm mà thôi các bạn chúng ta thấy được là cách vận hành về thị trường tài chính cách vận hành về thuế về chi tiêu của các quốc gia đó tất cả đều đang trong một cuộc thử nghiệm rất là lớn chúng ta cứ nghĩ đi biết bao nhiêu là phân tích đã được chia sẻ đừng nói chi xa xôi các bạn chúng ta trở về năm 2020 đi khi mà dịch bắt đầu đó thì những cái chẩn đoán được đưa ra từ những kinh tế gia là như thế nào các bạn chúng ta sẽ rất là tệ thất nghiệp sẽ tăng cao rồi tất cả sẽ cực kỳ tại luôn chứng khoán rồi crypto đều giảm xuống nhưng mà kết quả năm 2020 cuối năm đó và năm 2021 lại là những năm mà tăng cực mạnh các bạn tại vì tất cả những ngân trung ương đều bơm tiền vào trong thị trường đó là điều mà những kinh tế gia đó không có nghĩ đến cho bạn cho nên phần lớn những cái ước tính đều sai hết hay là chúng ta nói bắt đầu từ hơn một năm trước đi khi mở đầu là fed tăng lãi suất thì cũng rất nhiều người đã đưa ra cái dự đó là chúng ta sẽ có khủng hoảng bất động sản các bạn tới bây giờ đó không có khủng hoảng mà thậm chí bất động sản hoa kỳ đang tăng tốc lên các bạn bây giờ đó bất động sản hoa kỳ đã gần bằng cái mức cao của năm 2021 rồi thì chúng ta đã thấy là cái đó cũng không có hoàn toàn đúng đâu tại vì khi mà fed tăng lãi suất thì một điều chúng ta không nghĩ đến đó chính là fed tăng lãi suất những người mà họ đang có nhà hiện tại đang vay với lãi suất thấp đó, họ sẽ không bán. Cho dù họ cần phải di chuyển họ cũng không bán luôn các bạn. Tại vì bán bây giờ họ mua căn nhà khác còn phải có lãi suất cao hơn. Vì lý do họ không bán dẫn đến là không có nhà để bán và không có nhà để bán dẫn đến là nguồn cung đó thì thấp, nguồn cầu đó thì cũng như vậy dẫn đến là giá nhà lại tăng ngược trở lại. Cho nên thuận mới nói là tất cả đều đang trong một cái cuộc thử nghiệm. Nhưng mà điều mà thuận tin đó, đó chính là tất cả đều vận hành theo nợ hiện tại các bạn. Chúng ta có thể nói tới một cái thuyết trao đổi giữa hai người thứ nhất đó là Nick Maggiuli và kế đó là Julian Fire thì hai người này đó có thể nói tóm tắt đó là hai trường phái khác nhau khi mà suy nghĩ đến à, hai cái cách vận hành cho bạn một cái gọi là Keynesian economic một cái gọi là Austrian economic thì hai cái này hoàn toàn đối ngược với nhau à, về nhiều mặt nhưng mà chúng ta chỉ nói riêng về cái phần liên quan tới tiết kiệm các bạn thì Nick nói là trên căn bản đó chúng ta cần phải có lạm phát tiền phải mất giá thì đó mới là cách vận hành tốt cho nền kinh tế, nền kinh tế cần phải được vận hành bằng nợ. Tại vì sao? Tại vì một nền kinh tế mà có nhiều người mà họ lưu trữ tiền, nhiều người mà họ tiết kiệm đó, thì đó là một nền kinh tế rất là tệ. Chúng ta muốn người dân không có tiết kiệm. Có thể mới nghe các bạn cảm thấy là cái này nó cực kỳ vô lý. Tại sao mà tiền phải bắt buộc phải mất giá theo thời gian và tại sao người dân đó không nên tiết kiệm? Tại vì chỉ như vậy thì người dân mới chi tiêu người dân mới chi tiêu thì công ty mới có lời công ty mới có lời họ mới bắt đầu đầu tư và bắt đầu là mướn thêm người dẫn đến là có thêm chi tiêu và có thêm người đi làm thì chúng ta sẽ thấy là quốc gia sẽ có thêm thuế và tất cả đều phát triển hết cho nên chúng ta muốn là tiền liên tục mất giá, tại vì khi tiền mất giá như vậy, người dân sẽ không lưu trữ tiền, họ sẽ phải đầu tư. và chỉ như vậy thì nền kinh tế mới phát triển được. còn ở bên Austria, họ nghĩ ngược lại, họ nghĩ là không hẳn đâu, chúng ta cần phải có người dân họ phải tự lưu trữ tiền, từ để dành tiền và họ dùng tiền đó để phát triển sau này một cách tự nhiên hơn, thì cái đó mới bền vững được. nhưng mà đáng tiếc, đó, các bạn thấy được phần lớn thế giới bây giờ vận hành theo Keynesian economics. Có nghĩa là tiền phải mất giá đó là cái cách mà tiền design Chứ không có phải là một cái gì đó mà quản lý yếu kém đâu các bạn Tiền đó sinh ra là phải bị mất giá thì người dân mới chi tiêu Nên kinh tế mới phát triển được Cho nên Thuận mới nói với các bạn là đây là điều mà Thuận tin tưởng Cho nên chúng ta cần phải đầu tư Không biết các bạn à, đầu tư cái gì Nhưng mà các bạn cần phải nghĩ đến đầu tư là cách duy nhất Chúng ta có thể là đi trước một bước ở trong cái cuộc đua tài chính này Đó là điều mà tôi muốn truyền đạt ở đây với các bạn Cho nên nhiều khi các bạn đọc bài báo Nó là người dân Hoa Kỳ đó Người ta để dành cực kỳ thấp Cái đó là design đó các bạn Chứ không phải là ngẫu nhiên mà Cái đó xảy ra đâu à, Và nếu như các bạn suy nghĩ đi Không biết là các bạn đã từng tới bao nhiêu quốc gia Hay là những quốc gia các bạn đang ở đó Thì như thế nào Nhưng mà các bạn cứ nghĩ lại đi Từ lớp 1 cho đến ngay cả đại học luôn các bạn Các bạn có bao giờ học một cái khóa hay là thầy cô giáo cũng bây giờ nói về là tiết kiệm và các bạn cần phải phân chia ra chi tiêu ra sao tiêu sản tài sản hay không đối với thuận đó thì ở mỹ đó không có dạy những cái đó các bạn những cái mà căn bản về tài chính thì không được dạy trong trường học có thể nói được là các bạn phải học ở bên ngoài nếu các bạn có hứng thú nhiều khi đó một người giống như là bác sĩ kỹ sư họ có thể là cực kỳ thông minh các bạn trong cái ngành của họ nhưng mà họ cực kỳ tệ về việc quản lý tài chính của riêng mình dẫn đến là khi mà họ về hưu đó họ không còn bao nhiêu tiền hết các bạn chúng ta cũng đã từng nghe rất nhiều những câu chuyện là ngay cả những luật sư hay là những cái bác sĩ mà lúc mà họ làm việc đó họ có thể kiếm được là 300, 400, 500 ngàn một năm nhưng mà khi mà về hưu đó trong tay họ chỉ có vài trăm ngàn thôi các bạn tại sao mà họ làm cả đời mà tới cuối cùng đó, tài sản họ chỉ còn bao nhiêu đó mà thôi tại vì họ chi tiêu họ không có biết làm sao để mà quản lý xử lý tiền của mình một cách hợp lý và tiền giàu tiền ra và tiêu sản tài sản và tất cả những cái đó đó đều không phải ngẫu nhiên đâu tại vì nếu như mà mọi người đều hiểu cái cách vận hành thì sẽ không có nhiều người chi tiêu không nhiều chi tiêu thì nền kinh tế sẽ rất là tệ đó là cái tư tưởng của Keynesian economy các bạn cho nên đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải đầu tư rồi chúng ta hãy nhìn vào chỉ số DXY các bạn hiện bây giờ là mức 105 điểm thì ít ra tới mức này đó chúng ta đã thấy là trong vòng một tuần qua đã không có tiếp tục tăng nữa cái mức cao là 105.4 điểm thì à, ngày hôm nay cũng cỡ đó thôi các bạn có thể nói là 7 ngày qua đó thì đã có cái độ ngưng trở lại và chúng ta muốn thấy chỉ số này xuống dưới 100 điểm tại vì nó có cái sự tương quan âm với lại thị trường tài chính <laughs>